Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân Phật tử địa phương có mặt tại chùa An Vinh để tham dự đại lễ Phật đản. Hòa cùng không khí hân hoan của đại lễ, cờ hoa, băng rôn được trang trí rực rỡ khắp khuôn viên chùa. Ai cũng hoan hỷ, vui mừng, xen lẫn cảm xúc xúc động vì sau 2 năm dịch bệnh, nay lại được tập trung về chùa. Thế nên nay là dân duyên được về lễ Phật đản ở chùa An Vinh này. 2 năm Covid vừa rồi là bị gián đoạn như vậy, nay đã được trở lại, được hoạt động bình thường như thế. Là hôm nay là các Phật tử là cũng vinh dự được tới để dâng hương, dâng hoa là lễ Phật đản thắm Phật trong cái mùa Phật đản này. Là cũng là các Phật tử là rất là vui mừng. Không biết là tả thế nào là hết cái vui mừng của các Phật tử. Hội chúng tôi được nhà chùa mời xuống để dự cái lễ Phật đản. Chúng tôi vô cùng phấn khởi, vui mừng. Trong hội chúng tôi đi rất đông, đi từ sáng sớm. Chúng tôi phấn khởi lắm, vui mừng vì nhà chùa đã tổ chức. Sau những điệu múa mang nét riêng của núi rừng Đông Bắc Bộ, Chư Tôn Đức cùng quý Phật tử cử hành nghi thức tắm Phật, dâng hương, dâng hoa, cúng dường đản sinh. Năm nay thì sau 2 năm đại dịch thì phải nói là bà con tín đồ Phật tử, nhân dân tín đồ Phật tử cũng thấy là rất là khát khao, rất là ao ước được trở lại cái hoạt động bình thường để đi lễ bái, tu tập, rồi đặc biệt là kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ. Và chúng tôi cũng đã có những cái tuyên truyền bằng các cái biện pháp để tuyên truyền đến các tăng ni Phật tử làm sao mà chúng ta thích ứng an toàn, thành tâm hơn nữa với các cái công việc Phật sự và ủng hộ tốt hơn cái công việc Phật sự xã hội trong địa bàn. Dịp này, thông điệp Phật đản của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tuyên đọc, nhấn mạnh vào việc vận dụng tinh thần Phật giáo, kiến tạo một thế giới hòa bình, cuộc sống ấm no, an vui và hạnh phúc.